Chủ đề của ngày hôm nay là trưởng thành, hành trình khám phá bản thân và giản lược cuộc sống. Hành trình trưởng thành là một hành trình đầy gian nan, thử thách, sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã cũng như là thất bại. Nhưng chính những cái điều đó sẽ giúp ta học hỏi, rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn. Đối với riêng mình thì trưởng thành là khi mình không còn ngây ngô trước những cái lời phán xét vô căn cứ hay là cái sự ngụy biện của một ai đấy chỉ để chỉ trích mình cho thỏa mãn cái tôi của họ. Mình có quyền nhạy cảm, có quyền xúc động, nhưng phải luôn biết mình đang đứng ở đâu trong cái cuộc đời này và trút bỏ cái sự tự ti để phấn đấu cố gắng vượt qua những cái khuyết điểm của chính mình. Tương tự như là cái việc mà ta mặc ra bên ngoài một cái chiếc áo này, có những cái vết nhơ bẩn để thiên hạ nhìn vào. Có người sẽ chê bai, phán xét ngay trước mặt bạn, có người lại chọn nói xấu sau lưng bạn. Thay vào lo lắng, che đậy những cái vết bẩn thì mình có thể tập trung vào việc thay đổi tình thế như sau. Có thể là chạy về nhà thay một chiếc áo mới, mua đồ giặt về tẩy những cái vết bẩn, hoặc là tự tay ngâm chiếc áo vào trong chậu, tìm những cái mẹo được chia sẻ để giặt tẩy chiếc áo sao cho sạch, gọn để chúng ta có thể trở lại. Và rồi để hôm sau ta có thể tự tin khoác lên mình một chiếc áo thơm tho không dính bẩn, ngẩng đầu vươn vai và bước ra ngoài. Đó là khi ta nghe một cái câu chuyện, sẽ không vội phán xét và đưa ra những cái lời bình luận cá nhân không có chiều sâu hay tầm nhìn rộng đa dạng. Ta luôn biết thấu hiểu và cảm thông trái nhìn bề nổi của một cái tảng băng. Ta cũng hiểu được rằng cái trí thông minh của con người thì luôn đi kèm với cái sự thông thái, thấu cảm cho những cái số phận gặp trắc trở hay là những cái câu chuyện đáng thương. Những con người cần sự giúp đỡ khi họ rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn là khi ta sống một cái cuộc sống có ý nghĩa cho chính bản thân ta, gia đình hay là xã hội. Vì chúng ta tìm được cái chân lý, mục tiêu của cuộc sống và chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao và dám dũng cảm đứng lên để có thể thay đổi nếu sự việc không giúp ta trở thành một cái người tốt hơn. Sẽ không răm rắp phụ thuộc vào những cái ý kiến của số đông hay phải làm hài lòng một ai đó, vì ta biết cái giá trị cốt lõi, sự tự tin và bản thân đang đi đúng con đường mà ta đã chọn. Trên hành trình trưởng thành ý, thì chúng ta trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn mang theo những cái đặc điểm và thử thách riêng biệt. Thì sau đây sẽ là 5 mức độ trưởng thành được mô tả chi tiết cùng với cái cách nhận biết bạn đang ở cái giai đoạn nào trong cái việc trưởng thành của bạn. Thứ nhất là impulsive mind, tức là hành động theo cái bản năng của bạn ý. Ở đây là cái đặc điểm là bạn chưa có khả năng kiểm soát cái cảm xúc, dễ bị chi phối bởi những cái ham muốn nhất thời, hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ và không lường trước cái hậu quả, thường xuyên gặp rắc rối, khó khăn trong cuộc sống. Và để nhận biết là bạn thường xuyên đưa ra cái quyết định vội vàng, nói mà không suy nghĩ chẳng hạn, mà không suy nghĩ kỹ về những cái điều mà bạn đã gặp phải, bạn khó kiểm soát cảm xúc của mình, dễ nổi nóng, buồn bã. Bạn thường xuyên gặp rắc rối do hành động bốc đồng của mình. Và cách để khắc phục và có những cái giải quyết là bạn nên học cách nhận thức cảm xúc, nhận biết và ghi nhận cảm xúc của bạn thay vì phớt lờ hoặc kìm nén trong lòng. Luyện tập kỹ năng tự kiềm chế bản thân, dành thời gian suy nghĩ trước khi hành động, suy nghĩ trước khi nói một điều gì đó và hít thở sâu, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì bộc phát cái cảm xúc. Bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ việc là nói chuyện với bạn bè, gia đình, thầy giáo, cô giáo hướng dẫn và hỗ trợ. Cũng có thể là những cái cuốn sách về tâm lý hay là phát triển bản thân, kỹ năng mềm sẽ giúp bạn đôi chút trong cái hành trình này. Ví dụ về mình khi còn ngoài 20 nha, thì mình rất là hay buồn phiền khi nhận được những cái feedback tiêu cực. Mình ủ rũ lo âu suốt và bộc phát cái cảm xúc mọi lúc mọi nơi. Cái thứ hai là impatient mind, là có nhận thức về bản thân khi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bạn muốn khẳng định mình, bạn quan tâm đến lợi ích cá nhân và đặt mình lên hàng đầu, ít quan tâm đến cái cảm xúc và nhu cầu của người khác. Một vài cách để có thể khắc phục cũng như là giải quyết cái vấn đề này là bạn phát triển lòng tự trọng, hiểu rõ giá trị của bản thân, tin tưởng vào cái khả năng của mình và trân trọng những cái gì mà bạn đang có hiện tại. Bạn cũng có thể học cách đặt mục tiêu này, xác định mục tiêu cụ thể, đo lường được và thực hiện các bước để đạt được cái mục tiêu đó. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp để có thể hiệu quả hơn với người khác, để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, đạt được cái mục tiêu chung. Mình lại nhớ cái thời cấp 3 hay học đại học ấy, thì mình hay tự cho mình là trung tâm của vũ trụ này. Mình học được một cái điều gì mới hay là mình học được cái gì từ cuốn sách hay là những cái... Mình luôn tâng bốc cái kiến thức mới của học của mình lên và ra vẻ ta đây biết rất là nhiều. Thứ ba, cái stage thứ ba là socialize mind, có những cái sự quan tâm ưu tiên cho những cái người xung quanh, tuân theo cái chuẩn mực xã hội đã quy định sẵn. Đặc điểm là bắt đầu bạn quan tâm đến những người xung quanh hơn, mong được hòa nhập vào xã hội. Thì khi mà bạn tuân theo các cái chuẩn mực xã hội và mong muốn được
cái số đông chấp nhận chẳng hạn, sẵn sàng giúp đỡ người khác, hy sinh lợi ích cá nhân của mình. Khi mà bạn đã quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác thì cũng là lúc mà bạn luôn cố gắng hòa nhập với mọi người và tuân theo các cái quy tắc của xã hội, của công ty, của trường lớp. Khi mà cái thời điểm khi mình bắt đầu đi làm, mình sẽ tuân theo những cái quy tắc xã hội một cách có ý thức hơn, luôn để ý đến việc cái tham gia hoạt động này, để kết nối và làm việc nhóm, để làm quen với nhiều người. Và khi mà mình biết là mình phát triển lòng đồng cảm này, hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác, đặt mình vào cái vị trí của họ để suy nghĩ cũng như là cái hành động và tại sao họ lại xử lý như vậy, học cách lắng nghe hơn, lắng nghe cẩn thận và thấu hiểu cái quan điểm của người khác, tránh phán xét hay áp đặt cái ý kiến của mình, tham gia vào các cái hoạt động cộng đồng hoặc là các nhóm xã hội để kết nối với mọi người và chia sẻ cái giá trị của bạn. Thứ tư đó là self-authorizing mind, là hiểu được giá trị của bản thân để tạo một cái cuộc sống riêng phù hợp với mình, không còn quan tâm đến những cái gì người khác nghĩ, luôn đặt câu hỏi tại sao cho những cái khuôn phép mà nhóm người thứ ba đang mặc định. Cái đặc điểm ở đây là bạn đã hiểu rõ giá trị của bản thân và khả năng tự định hướng cái cuộc sống, không còn phụ thuộc vào cái ý kiến của người khác và có khả năng suy nghĩ độc lập hơn, sáng tạo hơn. Về bạn cũng tự tin vào bản thân này và biết mình muốn gì trong cuộc sống rồi. Và bạn đặt câu hỏi mọi lúc mọi nơi tại sao lại như vậy và dám đi ngược lại với đám đông nếu như bạn cho rằng đó là việc không đúng. Đấy chính là cái thời điểm mình bắt đầu lối sống đơn giản có chút tối giản. Mình quan tâm đến lối sống xanh và chọn theo lối sống này, cho dù những cái người xung quanh mình là ít để ý đến hơn. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mình là từ họ là tại sao lại chọn lối sống này một mình, không đi hay không mua ô tô chẳng hạn, để không dùng túi nhựa này, không dùng túi ni lông này, tại sao lại phải đi xe đạp vào trời mùa đông giá rét, và bao nhiêu câu hỏi nữa họ đặt ra. Nhưng mình vẫn phải giữ vững cái tâm lý để có thể theo đuổi cái mục tiêu, tin tưởng vào cái sự lựa chọn của mình. Tất nhiên là cái lựa chọn tốt rồi sẽ có ảnh hưởng sau này đến xã hội, môi trường, đó là kiểu như long term ấy, nhưng trước mắt nó giúp mình cải thiện cuộc sống một cách có ý nghĩa hơn và mình hiểu được cái mục tiêu của cuộc sống. Và đây là cũng là một cái hành trình để khám phá bản thân, tìm hiểu về sở thích, giá trị, mục tiêu của bản thân mình thích gì, dành thời gian cho những cái hoạt động mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho chính bản thân mình, phát triển cái tư duy độc lập, suy nghĩ chín chắn, sáng tạo và dám đi ngược lại đám đông nếu mình tin vào cái điều đó là điều tốt. Luyện tập kỹ năng và giải quyết vấn đề là để phân tích vấn đề, tìm kiếm cái giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn. Thứ năm đó là self-transforming life, luôn có góc nhìn đa chiều, kiểm soát cảm xúc. Cái đặc điểm ở đây là có góc nhìn đa chiều với mọi vấn đề, chúng ta có thể kiểm soát được tốt được cảm xúc này, hành động của bản thân, sống một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích hơn. Và có thể nhận biết nó là khi mà mình có thể nhìn nhận mọi vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, luôn giữ bình tĩnh và kiểm soát tốt cái cảm xúc của chính bản thân và biết mình muốn gì trong cuộc sống, sống một cuộc sống có ý nghĩa, tìm kiếm cái mục đích sống của bạn, cống hiến cho những cái điều mà bạn tin tưởng vào nó. Và để nhận xét về bản thân mình ấy, thì mình đang ở giai đoạn thứ tư, đang cố gắng thay đổi trở thành người có ích hơn cho xã hội, cũng như là học cách rèn luyện cảm xúc, trí tuệ, sự khiêm tốn, tránh phán xét người khác. Mình vừa xem video của anh Nguyễn Hữu Chí thì có nói về vấn đề là chúng ta nên chậm lại một nhịp khi phán xét người khác và áp đặt cái tư duy của mình lên họ để làm sắc bén các cái tư duy phân tích hay góc nhìn đa chiều về mọi việc. Thì đó cũng là một trong những cái chặng đường dài phía trước mình phải vượt qua mỗi ngày để có thể hoàn thiện bản thân, nhất là cái việc mà cảm xúc, để kìm nén cảm xúc của mình. Mình cũng có làm video về chủ đề 3 tư duy cần phát triển và làm sắc bén tư duy phản biện, phân tích, thiết kế những kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Trưởng thành là một quá trình không ngừng nghỉ, khi bạn nhận thức được cái mức độ trưởng thành của bản thân, bạn có thể tập trung phát triển những cái kỹ năng cần thiết để tiến lên một cái giai đoạn mới. Nếu như bạn đang ở cái giai đoạn thứ tư chẳng hạn, hãy nhớ rằng không có một con đường duy nhất nào cho cái hành trình trưởng thành. Điều quan trọng là bạn luôn học hỏi, phát triển, trở thành phiên bản tốt nhất. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như các bạn có cái bình luận gì thì các bạn có thể để phía bên dưới để mình có thể tiếp tục phát triển cũng như là nâng cấp, cũng như làm cái video có thể tốt hơn. Gặp lại các bạn vào video sau.